Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nhĩ cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết xe tăng chiến đấu Leopard 2 sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Năm tuyên bố Đức đang lên kế hoạch chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine vào cuối tháng 3. Pistorius nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm trại huấn luyện của lực lượng vũ trang Đức ở Altengrabel. Chúng ta sẽ giao những chú báo của chúng ta, muộn nhất là vào cuối tháng 3. Điều này vẫn chưa quá muộn, ông nói. Hôm thứ Tư, Đức xác nhận sẽ giao 14 xe tăng Leopard 2 từ kho Bundeswehr, tức là kho của lực lượng vũ trang Đức, cho Kyiv, sau nhiều tuần chịu áp lực ngoại giao. Khi được một phóng viên hỏi hôm thứ Năm tại sao Đức lại mất nhiều thời gian như vậy để công bố việc chuyển giao xe tăng, Pistorius biện minh rằng Đức đã dành thời gian để trao đổi với các đồng minh. Ông nói, chúng tôi không do dự, chúng tôi đã đàm phán với các đồng minh của mình. Chúng tôi đã nói chuyện với các đối tác và bạn bè của mình về điều tốt nhất nên làm lúc này, và điều đó cần có thời gian. Ông nói thêm, đó không phải là quyết định đặt hàng trên trang web hay gửi thứ gì đó cho bất kỳ ai. Đó là vấn đề chiến tranh, đó là vấn đề của lòng tin, và đó là vấn đề của liên minh. Việc giao xe tăng chậm chạp cho Ukraine có thể đánh mất cơ hội khi Nga dễ bị tổn thương nhất. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Delay Tank Delivery to Ukraine Misses Window of Russian Vulnerability, nghĩa là việc giao xe tăng chậm chạp cho Ukraine có thể đánh mất cơ hội khi Nga dễ bị tổn thương nhất. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Xe tăng đang trên đường tới Kyiv. Vương quốc Anh đã cam kết cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Báo cáo cho thấy Mỹ sẽ cung cấp khoảng 31 mẫu Abrams M1. Và có lẽ quan trọng nhất, hôm thứ Tư, chính phủ Đức đã thông báo rằng họ sẽ chấp thuận yêu cầu của nước thứ ba tái xuất xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất sang Ukraine. Và Berlin cũng đóng góp 14 chiếc từ kho vũ khí của chính họ. Quyết định được chờ đợi từ lâu của Đức đã được hân hoan đón nhận tại Kyiv. Nhưng trong khi hệ thống vũ khí mới cuối cùng sẽ tạo ra tác động đáng chú ý trên chiến trường, thì sự do dự của phương Tây trong việc chấp thuận chuyển giao đồng nghĩa với việc xe tăng sẽ không có mặt kịp thời để Ukraine sử dụng chúng vào thời điểm mà lực lượng Nga vẫn còn đặc biệt dễ bị tổn thương. George Barros của Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói với Newsweek, người Ukraine đã báo hiệu ý định tiến hành các hoạt động tấn công trong mùa đông, nhưng việc thiếu sự hỗ trợ về an ninh của phương Tây đã làm suy giảm khả năng của họ để thực hiện điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên viện trợ quân sự rất cần thiết của phương Tây đến Ukraine quá muộn để có thể phát huy tác dụng tối đa. Các cuộc phản công thành công của Ukraine xung quanh Kharkiv vào tháng 9 và Kherson vào tháng 11 cũng không nên bắt đầu muộn như họ đã làm. Barros giải thích, trong trường hợp của Kherson, người Ukraine chỉ nhận được các hệ thống HIMARS vào cuối tháng 6 và vì vậy họ không thể thực sự bắt đầu các hoạt động định hình cần thiết để làm xuống cấp các cây cầu bắc qua sông Dnipro cho đến tháng 7. Ông nói thêm, việc cung cấp sớm hơn tất cả các viện trợ quân sự cần thiết có thể dẫn đến việc giải phóng Kherson sớm hơn. Nhưng các cuộc tranh luận về chính sách của phương Tây đã dẫn đến việc chúng ta cung cấp cho Ukraine quá ít và quá muộn. Chính sự do dự ở một số thủ đô phương Tây trong việc cung cấp các hệ thống cần thiết ngay lập tức, chứ không phải bản thân việc cung cấp vũ khí đang làm kéo dài cuộc chiến này. Đó là một mô hình bắt nguồn từ cuộc xâm lược bí mật được ngụy trang sơ sài của Nga vào vùng Donbass của Ukraine vào năm 2014.
Thay vì đáp trả bằng viện trợ quân sự sát thương khi đó, các chính phủ phương Tây đã do dự trước nguy cơ kích động sự leo thang của Nga. Mô hình này đã lặp lại với tần suất gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Người Nga luôn đe dọa leo thang một cách phi thực tế, bởi vì đó là một phần trong cách hoạt động chiến tranh thông tin của họ, bà Ross nói. Nó được thiết kế để ảnh hưởng đến cách chúng ta đưa ra quyết định, và mặc dù trải nghiệm này lặp đi lặp lại, nó vẫn có ảnh hưởng đến chúng ta. Ông giải thích, mỗi khi chúng ta nói về việc cung cấp một cái gì đó mới, Nga lại tuyên bố rằng đây là lằn ranh đỏ của họ. Sau đó, sau khi cuối cùng chúng ta gửi cho Ukraine những gì họ yêu cầu, chúng ta nhận ra rằng lẽ ra chúng ta nên gửi viện trợ cho họ từ nhiều tháng trước. Kịch tính về việc Đức quyết định cấp phép cho các nước thứ ba như Ba Lan tái xuất xe tăng Leopard do Đức sản xuất chỉ là một tình tiết nữa trong câu chuyện chuyển từ hệ thống chống tăng Javelin sang hệ thống phóng hỏa tiễn HIMARS và giờ đây là sang xe tăng, và chắc chắn sẽ chuyển sang hỏa tiễn tầm xa ATACMS và máy bay cánh cố định. Tuy nhiên, ngay cả khi việc cung cấp xe tăng Leopard 2 sẽ có tác dụng lớn hơn trên chiến trường nếu nó được công bố từ nhiều tháng trước, tin vui tuần này ở Kyiv vẫn thuộc loại muộn còn hơn không. Khi Nga định hướng lại nền kinh tế trong nước theo hướng sản xuất quân sự và tiếp tục huy động nhân lực mới, cơ hội tối ưu để Ukraine giải phóng lãnh thổ vẫn bị xâm lược có thể đóng lại, nhưng nó vẫn chưa đóng lại. Người Nga đang thiết lập các điều kiện trong nước để chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, bà Ross nói, và do đó Ukraine có thể trục xuất các lực lượng Nga càng sớm, trong khi các lực lượng Nga vẫn còn tương đối yếu thì càng tốt. Ông nói thêm, những nỗ lực của Nga nhằm củng cố quân đội của họ sẽ mất thêm vài tháng nữa. Điều đó có nghĩa là Ukraine vẫn có cơ hội thực hiện những bước tiến đáng kể với điều kiện là họ có thể nhận được bộ công cụ cần thiết để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Thời gian xe tăng phương Tây bắt đầu xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine phụ thuộc vào việc một hệ thống đào tạo, bảo trì và cung cấp phức tạp có thể được thiết lập nhanh đến mức nào, trong khi việc Mỹ và Anh cam kết cung cấp số lượng xe tăng hạn chế của riêng họ là một tín hiệu chính trị quan trọng, thì hệ thống Leopard của Đức mới có khả năng tạo ra tác động tức thời nhất trên chiến trường. Thiếu tướng Hoa Kỳ Patrick Donahoe gợi ý rằng tính sẵn có và tính bền vững của Leopard 2A4 mang đến cơ hội tốt nhất để Ukraine nhanh chóng đưa một số lượng đáng kể xe tăng phương Tây vào chiến trường và giữ chúng ở đó. Mặc dù các hệ thống Abrams, Challenger và Leopard đều có những lợi thế nhất định so với nhau, nhưng có một điều chắc chắn, tất cả chúng đều vượt trội hơn bất kỳ thứ gì trong kho vũ khí của Nga. Thiếu tướng Mỹ Patrick Donahoe nói với Newsweek, để đạt được điều đó, tôi khuyên họ nên sử dụng một biến thể cũ hơn, Leopard 2A4. Lực lượng 2A4 rất dồi dào, ông giải thích, và chúng có sẵn ở những quốc gia mà tôi nghĩ sẽ sẵn sàng giúp cho Ukraine để có những xe tăng mới hơn. Ba Lan có khoảng 250, Tây Ban Nha có khoảng 100, Na Uy cũng có đến 50. Nếu bạn xây dựng một liên minh các quốc gia sẵn sàng quyên góp cùng một biến thể, bạn có thể xây dựng số lượng cần thiết nhanh hơn. Ngay cả phiên bản cũ hơn của xe tăng Leopard 2 cũng sẽ cung cấp cho lực lượng Ukraine một bản nâng cấp đáng kể so với các nền tảng hiện tại của họ và so với những nền tảng sẵn có của các đối thủ Nga. Donahoe cho biết, mức độ sát thương và khả năng sống sót của Leopard 2 so với xe tăng do Nga sản xuất mà cả hai bên đang đối đầu hiện nay là ngày và đêm. Hệ thống ổn định tốt hơn, hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn, tháp pháo sẽ không bị nổ tung nếu chúng trúng đạn. Vấn đề chỉ là đưa xe tăng phương Tây vào chiến trường với số lượng đủ, ông nói thêm, và sau đó bảo đảm rằng đường dây bảo trì được thực hiện để giữ chúng ở đó. Thiết lập một chuỗi nâng cấp, chuyển giao, huấn luyện và bảo trì hệ thống Abrams ở quy mô cần thiết để tạo ra sự khác biệt đáng chú ý trên chiến trường là một nhiệm vụ có thể mất nhiều năm. Tuy nhiên, với Leopard, dòng thời gian có thể sẽ ngắn hơn đáng kể. Donahoe nói,
Tôi nghĩ bạn có thể đưa một kíp lái T-64 hoặc T-72 của Ukraine và huấn luyện họ đầy đủ về Leopard 2 trong 8 tuần. Nhưng bạn cũng phải huấn luyện các sĩ quan của họ để quản lý hậu cần của hệ thống, về lợi ích của việc chiến đấu với những khả năng mà xe tăng Leopard mang lại. Bạn phải đào tạo những người bảo trì. Bạn phải hoàn thành công việc quan trọng là tự mình thực hiện bất kỳ công việc tân trang cần thiết nào đối với xe tăng. Và bạn phải thiết lập chuỗi cung ứng vào Ukraine để một khi xe tăng tham chiến, chúng ta có thể được duy trì trong cuộc chiến. Ông nói, với Leopard 2A4, tôi nghĩ bạn có thể triển khai lực lượng tương đương với một lữ đoàn của Mỹ, tức là 87 xe tăng trong vòng 4 tháng. Và sau 6 tháng, bạn có thể có năng lực tương đương với một sư đoàn với 250 chiếc. Nói cách khác, bất kỳ nhà quan sát nào muốn chứng kiến bất cứ điều gì tương tự như hiệu ứng HIMARS trên chiến trường vào mùa hè năm ngoái, có thể sẽ phải đợi đến đầu mùa hè. Donahoe cảnh báo, với HIMARS có ít hệ thống riêng lẻ hơn và do đó có ít người vận hành và thợ máy được đào tạo hơn. Thêm vào đó, một hệ thống hỏa tiễn tầm xa gắn trên xe tải đơn giản là không phức tạp để bảo trì như một chiếc xe tăng, vốn cần được chuẩn bị để vượt qua thử thách chiến đấu xảy ra ở dặm cuối cùng giữa bạn và kẻ thù. Ông nói, thách thức duy trì hàng trăm xe tăng trên thực địa lớn hơn nhiều so với nhiệm vụ duy trì vài chục hệ thống HIMARS. Khi Ukraine chạy đua để có được các khả năng và chuỗi hậu cần cần thiết để tận dụng tất cả các lợi thế tiềm năng mà xe tăng do phương Tây sản xuất mang lại, Nga tiếp tục đào tạo khoảng 150.000 quân nhân mới được huy động để sử dụng trong các chiến dịch có khả năng bắt đầu vào cuối năm nay. Nếu muốn rút ngắn cuộc chiến, Ukraine sẽ phải thành công trong việc đẩy lùi các tuyến phòng thủ của Nga vào khoảng cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Nếu các thủ đô phương Tây thực sự hy vọng thấy cuộc xung đột này sớm kết thúc với chiến thắng của Ukraine, thì họ nên bắt đầu cung cấp cho Kyiv ngay bây giờ các hệ thống vũ khí bổ sung cần thiết cho các hoạt động trong tương lai. Cộng sản Nga xuống đường đòi lật đổ Putin. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's Communists Take to the Street Demanding Putin Be Out, nghĩa là Cộng sản Nga xuống đường đòi lật đổ Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Những người Cộng sản Nga đã đến quảng trường đỏ ở Mạc Tư Khoa yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin phải từ bỏ quyền lực vì cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Hãng tin độc lập của Nga SOTA đã nói chuyện với một thành viên của Đảng Cộng sản Nga ở thủ đô khi ông và những người khác kỷ niệm 99 năm ngày mất của cựu lãnh đạo chính trị và quân sự Liên Xô Vladimir Lenin vào ngày 21 tháng Giêng. Theo hình ảnh từ các phương tiện truyền thông địa phương, ít nhất 100 người, một số mang theo cờ đã có mặt tại quảng trường đỏ. Đoạn clip về người đàn ông kêu gọi chuyển giao quyền lực ở Nga sau đó đã được đăng trên Twitter vào thứ Tư bởi Igor Shuko, giám đốc điều hành của nhóm nghiên cứu Winds of Change, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington. Người đàn ông này không công khai tố cáo quyết định của Putin tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng ông ta phàn nàn về sự kém cỏi của những người cầm quyền và việc thực thi cái mà Tổng thống Nga tiếp tục gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông nói, mọi người đang bừng tỉnh và muốn hiểu loại chiến tranh mà chính quyền đã bắt đầu. Một hoạt động quân sự đặc biệt, nó đã diễn ra cả một năm trời rồi. Bây giờ vào tháng 2, nó sẽ được một năm. Hoạt động gì mà có thể kéo dài cả năm trời như thế? Đây đã là một cuộc chiến công khai. Ông nói, rõ ràng là cuộc giải phóng nhận thức nhân dân đã diễn ra ở đây. Cuộc chiến này phải được biện minh về mặt chính trị, phải được cho một vị thế thích hợp. Chính phủ phải bị thay đổi. Người quay phim cắt ngang bằng cách hỏi, và ai sẽ thay đổi chính phủ? Người dân sẽ thay đổi chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đảng viên Đảng Cộng sản trả lời.
Nhận xét của ông ta được đưa ra sau gần một năm cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ Nga và Ukraine. Putin được cho là đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới ở Ukraine vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm 2023. Đảng Cộng sản Liên bang Nga được thành lập năm 1993 và do Gennady Zyuganov lãnh đạo, đứng ở vị trí thứ hai rất xa sau Đảng nước Nga thống nhất của Putin. Trong cuộc bầu cử Duma tháng 9 năm 2021, nó đã nhận được 18,9% phiếu bầu cho 57 ghế. Nước Nga thống nhất chiếm hơn 300 ghế. Vào tháng 11, Volodymyr Osisko, cựu ngoại trưởng Ukraine từ năm 2007 đến 2009, cáo buộc rằng một nhóm người xung quanh Putin đang bí mật thảo luận cách lật đổ Tổng thống Nga khỏi quyền lực. Trong một ý kiến được xuất bản bởi The New Voice of Ukraine, Osisko đã viết rằng những cuộc đàm phán bí mật có chủ đích nhằm mục đích loại bỏ Putin để bảo vệ lợi ích của những người tham gia. Osisko viết, rất nhiều điều đang được thực hiện sau lưng Putin, điều mà tất nhiên là ông ấy không được thông báo. Nhưng một nhóm người đứng về phía hoặc trên hoặc dưới Putin không thành vấn đề. Những người sẽ mất rất nhiều từ tình hình cực kỳ thảm khốc hiện nay đối với Nga, chắc chắn sẽ nghĩ cách đánh đổi Putin để lấy an ninh của họ, vì lợi ích tài chính và để trở lại cuộc sống thiên đường trước đây của họ ở phương Tây. Dmitry Peskov nói với Newsweek vào thời điểm đó rằng đây là những lời khẳng định vô căn cứ, không liên quan gì đến thực tế. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận. Điện Cẩm Linh nói rằng, việc giao xe tăng từ phương Tây được coi là dính líu trực tiếp vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết, Mạc Tư Khoa coi việc cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây cho Ukraine là sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Có những tuyên bố liên tục từ các thủ đô Âu Châu, từ Washington rằng, họ gửi các hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm cả xe tăng tới Ukraine, không có nghĩa là có sự tham gia của các quốc gia này hoặc liên minh trong các hành động thù địch đang diễn ra ở Ukraine, ông Peskov nói trong một tuyên bố. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này. Mọi thứ mà liên minh làm đều được coi là can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Chúng tôi thấy rằng nó đang gia tăng, ông nói. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Đức đồng ý gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine sau nhiều tuần chịu áp lực ngoại giao. Berlin cũng cho biết họ sẽ phê duyệt việc tái xuất xe tăng do Đức sản xuất từ các đồng minh Âu Châu khác có dự trữ xe tăng. Nga sử dụng làn sóng biển người để tìm ra các vị trí quân sự của Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia using mid waves to expose Ukraine's military positions, captain. Nghĩa là Nga sử dụng làn sóng biển người để tìm ra các vị trí quân sự của Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Theo một quan chức quân đội Ukraine, tập đoàn Wagner và quân đội Nga đã sử dụng một chiến thuật được gọi là làn sóng thịt để tìm ra vị trí của các lực lượng Ukraine. Đại úy Viktor Tregubov, một nhà báo và là thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, đã mô tả chiến lược này trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Tư trên tờ Kyiv Post. Tregubov nói, lực lượng Nga đẩy các tù nhân về phía trước và cố gắng buộc lực lượng phòng thủ của chúng ta khai hỏa để chúng ta hết đạn và họ có thể nhìn thấy các vị trí khai hỏa của chúng ta. Tập đoàn Wagner là một tổ chức mờ ám bao gồm lính đánh thuê và lãnh đạo của nó. Yevgeny Prigozhin được mô tả là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW báo cáo rằng Putin đã xa lánh Wagner vì nó đụng độ với các nhà lãnh đạo quân sự chuyên nghiệp và các quan chức chính phủ của ông. Vào tháng 9, một video xuất hiện cho thấy Prigozhin tuyển mộ binh lính từ hệ thống nhà tù của Nga.
và nhà hoạt động nhân quyền người Nga Vladimir Osekin gần đây đã nói với Newsweek rằng có tới 30.000 tù nhân đã được tuyển mộ từ các nhà tù của Nga và được gửi đến chiến đấu ở Ukraine, nơi chiến tranh bắt đầu 11 tháng trước khi Nga xâm lược Ukraine. Chegubov cho biết, chiến thuật làn sóng thịt đang được tập đoàn Wagner sử dụng ở Bakhmut, một thị trấn ở vùng Donetsk của Ukraine, nơi Nga gần đây đã giành được thắng lợi trên chiến trường. Ông nói rằng, quân đội chính thức của Nga sử dụng chiến lược tương tự, nhưng thay vì bắt tù nhân tiến lên, họ huy động người dân từ các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã tuyên bố bất hợp pháp là một phần của quốc gia mình. Chegubov cho biết, tương tự như các tù nhân, khi những binh sĩ được huy động này bị giết trên chiến trường, người Nga sẽ nhìn thấy vị trí khai hỏa và tấn công các điểm bắn của chúng ta, Chegubov nói. Suy đoán một lý do cho việc sử dụng chiến thuật này là Nga có thể sắp hết đạn dược. Chegubov nói, thay vì làn sóng pháo binh, họ đang tung ra làn sóng thịt. Khi không cần phải mang đạn dược từ xa, bạn thậm chí có thể đi bộ. Vì vậy, chiến thuật làn sóng thịt ở phần chiến tuyến này là hợp lý. Ở một nơi khác trong cuộc phỏng vấn do Alexandra Klitina của Kyiv Post thực hiện, Chegubov được hỏi tại sao Putin tiếp tục tiến hành chiến tranh khi Nga rõ ràng đã thua về mặt kế hoạch chiến lược toàn cầu. Chegubov trả lời, giới lãnh đạo Nga không thể đầu hàng vì điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế quyền lực của họ ở Nga, thậm chí đến mức sống còn về thể chất. Vì vậy, họ không muốn đầu hàng. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận. Cơ quan an ninh Ukraine cần thanh lọc sau vụ bắt gián điệp. Vụ bắt giữ một nhân viên tình báo cấp cao của Ukraine bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải làm trong sạch cơ quan an ninh chủ chốt của đất nước. Một cựu phó giám đốc cơ quan này cho biết, cựu quan chức an ninh Viktor Yahun nói rằng cơ quan SBU của Ukraine từ lâu đã quá thân thiết với FSB của Nga. Cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU hôm thứ Năm báo cáo rằng họ đã bắt giữ một trung tá trong hàng ngũ của họ vì nghi ngờ phản quốc và công bố một bức ảnh chụp các bó tiền mặt được tìm thấy trong nhà của anh ta. Người đàn ông mà tên chưa được tường trình đã sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh các tài liệu nêu chi tiết vị trí của các trạm kiểm soát quân sự ở Zaporizhia, khu vực tiền tuyến ở phía đông nam đất nước, và gửi thông tin qua tài khoản email đã ghi danh trên một tên miền của Nga. Một bức ảnh được đưa ra cùng với tuyên bố chính thức cho thấy thẻ SIM do các nhà mạng di động Nga phát hành, gói ngoại tệ, khăn lau ngón tay, hai con dao và một cuốn sách hướng dẫn học tiếng Anh bằng tiếng Nga. Bằng chứng về mối quan hệ lâu dài với đại diện của cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan nhà nước của Liên bang Nga cũng đã được thiết lập, tuyên bố cho biết. Đặc biệt, những người thân của kẻ phản bội cũng nằm trong số đó. Thiếu tướng Viktor Yahun, người từng là phó giám đốc SBU cho đến năm 2015 cho biết, cần phải thanh lọc triệt để cơ quan này, cơ quan mà ông cho rằng từ lâu đã có mối quan hệ quá thân thiết với FSB của Nga. Sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, hơn 60 thành viên của SBU và văn phòng tổng công tố vẫn ở lại lãnh thổ bị xâm lược và hợp tác với các lực lượng Nga, làm nổi bật quy mô xâm nhập vào cơ quan thực thi pháp luật Ukraine của Điện Cẩm Linh. Cũng đã có nhiều vụ bắt giữ các đặc vụ SBU vì tội phản quốc ở phần còn lại của Ukraine trong 11 tháng qua, bao gồm Oleg Kulinik, người được Volodymyr Zelensky bổ nhiệm vào năm 2020 để giám sát các hoạt động ở Crimea do Nga nắm giữ từ năm 2014. Vào tháng 10, Ukraine cũng yêu cầu dẫn độ Andriy Nomov từ Serbia, người từng đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ tại cơ quan an ninh nhà nước của Ukraine, nhưng đã rời khỏi đất nước vài giờ trước khi Nga xâm lược. Yahoo nói, Kulinik và Nomov đứng đầu hàng ngũ và họ có quyền tiếp cận những thông tin bí mật nhất. Cuối năm 2010, Yahoo cho biết SBU đã tổ chức kỷ niệm ngày KGB trong nội bộ, đánh dấu việc thành lập cơ quan mật vụ Nga thời Cộng sản, và vẫn còn các điệp viên thân Nga trong hàng ngũ của cơ quan này. Yahoo tuyên bố rằng,
Cuộc tấn công lớn nhất vào một địa điểm quân sự gần Lviv ở miền Tây Ukraine năm ngoái đã được kích hoạt bởi một cựu đặc vụ SBU 77 tuổi. Người đã truyền các chi tiết về tọa độ và ông ta sợ rằng nhiều người trong quân đội Ukraine vẫn tiếp tục coi mình là người Nga. Trong khi thế hệ làm việc cho các cơ quan an ninh của Liên Xô đã nghỉ hưu, Yahoo nói thêm, các hoạt động tuyển dụng của SBU có nghĩa là con trai và con gái của họ hiện đang ở trong cơ quan. Ông nói, họ lớn lên với những giá trị giống như cha của họ. Ukraine đã mắc sai lầm lớn khi không đi theo sự dẫn dắt của các quốc gia vùng Baltic sau khi giành được độc lập trong việc cải tổ các cơ quan an ninh từ con số zero. Tất nhiên, luôn có những người yêu nước trong SBU, nhưng họ chỉ là thiểu số, ông nói. Mọi chuyện đang trở nên tốt hơn, và kể từ ngày 24 tháng 2, Tổng thống Zelensky đã loại bỏ những người đứng đầu. Vì vậy, tôi không tin rằng bất kỳ thông tin chiến lược quan trọng nào đã được chuyển cho Nga. Bây giờ họ đang di chuyển xuống hàng ngũ. Yahoo cho biết, một số đặc vụ SBU đã bị mua chuộc và tống tiền để làm việc cho Nga, trong khi những người khác là điệp viên nhị trùng. Những người khác chỉ coi mình là người Nga, anh nói. Đã có một vụ bắt giữ một phụ nữ ở độ tuổi 40 làm việc trong SBU, người bị phát hiện chia sẻ tuyên truyền của Nga trên mạng xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.